Công nhận học trò này chứ, học trò gì ta, học trò từ sáng tới giờ, ngồi từ sáng tới giờ, này học trò lì á, lì gọi là lì lợm á, dễ mà dễ lì lợm luôn á, chứ không phải là dễ mà dễ bất chấp lì lợm luôn. Hành ông thầy chưa tới sáng tới giờ, mà giờ chiều tối mịt luôn rồi. Hành ông thầy sáng giờ đó. Thấy bông 3D chưa? Hiểu chứ bông 3D như thế nào không? Đó, nó như thật vậy đó. Nhìn nó nổi lên, nó có chiều sâu nè. Thấy chưa? Tả làm sao, diễn tả làm sao mới nó mới quan trọng á. Được rồi, đừng đi vô trong sát quá. Rồi, tiếp tục đi. Chỗ nào em coi nó chưa có trắng thì em chấm lại ha. Quan trọng là cách diễn tả. Còn á, ví dụ á, thì á, đã nói các anh chị em á, khi á, cái kỹ thuật á, thầy đã dạy rồi đó, còn á, cái vấn đề phối màu đó thì anh chị em có sáng tạo lên. Như thầy nói á, lá đâu nhất thiết phải xanh lè, rồi anh chị em có thể làm lá nó trầm trầm xuống, cái màu sắc nó trầm thôi ha, tối tối như vậy á, ví dụ như vậy đó. Mình phải tùy theo cái hình phối, tùy theo cái nền vải nữa. Chứ nhiều người nói sao em vẽ vẽ lá màu nó xanh quá thầy, nó nổi quá thì do em phối màu nó, em phối màu cái lá nổi quá thì làm cái hoa mất đẹp đi. Thấy màu hồng nhung nó lạ không đó, thấy cái màu hồng nhung á, mà hồng nhung á nó đỏ mà nó bầm bầm, nhưng mà không phải là tối lắm đâu, nó vẫn có cái độ đẹp của nó, thấy chưa? Chứ màu đỏ tươi á không có diễn tả được cái sắc độ hồng nhung gì đâu, nên nhớ đây là màu đỏ hồng nhung nha, chứ không phải là đỏ tươi nha. Không phải là cứ nghĩ lấy đỏ tươi rồi pha được ra màu đỏ hồng nhung đâu nha, không phải đâu. Nhìn thấy đỏ hồng nhung ghê chưa? Nhìn mấy người mê vẽ vẽ biết lắm, vẽ mà kiểu mà không biết mệt luôn á, chỉ có ông thầy không mệt thôi, chứ bả ngồi bả vẽ hoài ha. Đó, chuẩn bị đóng cửa luôn á, tiễn khách luôn á đó. Còn mấy chấm nữa xong rồi À, ba ơi. cũng có chí lắm á nha. Được, chịu chịu like. Triệu like, nếu như là có chí và chịu khó được vậy mới mới thành sự nghiệp được chứ. Mới dễ chút xíu than lên than xuống là không ổn rồi đó. Dù nhanh dù chậm gì mà đã đến thầy và thầy huấn luyện ha, dù chậm cũng được, ai có năng khiếu thì nhanh hơn, còn nếu mà lớn tuổi chậm hơn tí cũng xong thôi, cũng phải làm cho được, làm cho đến khi được thì thôi. À, chưa về phải không? Giờ giờ mình thầy cho em xem. rồi rồi để đi không ghiền lắm, chưa chịu ngưng nữa, thấy chưa? Tới cỡ đó rồi cũng chưa chịu ngưng nữa đó. Cái này mà giống vẽ tranh chứ đâu phải vẽ áo đâu, đúng không? Ủa, rồi quay bác ơi, đó rồi. Rồi quay gần lại coi nha. Ôi ôi thấy chưa? Ủa, đã ghê không? Ừ, đó, ở đây, đưa trong đây. Phải cho nằm xuống bàn đi. Đó. Dựng lên vậy đó nó mới đúng chiều của nó mới tròn trịa được đó. Rồi thỏa mãn chưa cô gái?